Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai trẻ này, bởi vì chưa tìm được bạn gái, nên đã quyết định nuôi một chú cún đáng yêu. Nó không chỉ có thể làm gối cho anh ấy, đôi khi thì sẽ trở thành một chiếc gối ôm, và thậm chí còn có thể trở thành một chiếc túi sưởi có thể làm ấm chiếc giường của anh vào mùa đông. Có thể nói đây là một chú chó đa năng. Mỗi khi anh ấy về trễ, thì nó sẽ giống như một người vợ, tiến lại gần anh ấy kiểm tra xem trên người anh ấy có mùi lạ không. Không chỉ vậy, bởi vì nó là con gái, nên mỗi khi đến ngày đèn đỏ, thì sẽ chỉ nằm yên ở trên giường. Nhưng chàng trai này cũng rất tâm lý, anh ấy luôn ở bên cạnh nó, đắp chăn cho nó và an ủi bên cạnh. Giống như mọi người chăm sóc bạn gái trong thời kỳ vậy. Chỉ thiếu mỗi ly nước đường mà thôi. Chú chó này tên là Anna. Anna thường ngày thì rất dính người, ngay cả khi tắm nó cũng phải kè kè bên cạnh chủ. Nếu không sẽ nhất quyết không chịu tắm. Vì vậy, chàng thanh niên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải ôm chú chó nhảy xuống nước cùng, vừa ôm vừa xoa xà phòng lên mình nó, nhìn cách mà chú chó này đang nhìn của người thanh niên. Thật sự không thể tin đây là một con chó, và chỉ khi Anna vui vẻ thì nó mới đồng ý để chủ nhân tắm rửa cho nó. Ngay cả vào những ngày cuối tuần, dù chủ muốn tranh thủ giấc ngủ dài hơn một chút, Anna luôn không cho phép. Ngay khi bình minh ló dạng, nó đã chạy đến cọ đầu vào chủ, đánh thức anh ấy dậy. Và sau khi thức dậy, điều đầu tiên anh ấy cần làm là ôm Anna vào lòng, vuốt ve cho nó. Sau khi được anh ấy chải lông cẩn thận, nó nhìn ngắm mình trong gương với vẻ mặt hài lòng, và rồi sau đó nó nhanh chóng kéo chủ ra bên ngoài chơi. Anna thậm chí còn học được cách bấm thang máy, và khi cánh cửa vừa mở ra, Anna như con ngựa hoang, phấn khích kéo chàng trai trẻ ra ngoài chơi. Anna dựa đầu vào chàng trai trẻ, ánh mắt hướng về phía cảnh vật phía xa, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân vậy. Sau đó anh ấy thậm chí còn bế Anna lên, để nó có thể nhìn được nhiều thứ hơn. Một cảnh tượng thật lãng mạn làm sao, chó còn được yêu đương ngọt ngào hơn tôi nữa rồi. Khi chàng trai muốn tập thể dục, nhưng lại phát hiện không có ai có thể giúp anh giữ chân. Ngay lập tức anh ấy nghĩ ngay đến Anna. Anna hiện giờ đang nặng hơn 100 pao, quả thực là có thể giúp được anh ấy. Rất nhanh anh ấy đã sắp xếp cho Anna vào vị trí. Anna cứ như vậy ngồi trên chân của anh ấy, nhưng mỗi khi chàng trai ngồi dậy thì sẽ phải tiếp xúc gần với nó. Anh ấy biết phải chiều chuộng Anna một chút thì nó mới chịu giúp anh ấy. Anna cũng không có chút gì là e dè. Mỗi khi anh trai thực hy nây xong một động tác thì nó sẽ đưa đầu ra, ra hiệu muốn được thơm. Không chỉ vậy, Anna còn rất hiểu tâm lý của chàng trai. Mỗi khi thấy chủ nhân buồn thì nó sẽ luôn ở bên cạnh, yên lặng lắng nghe tâm sự của anh ấy. Nhưng đôi khi Anna sẽ giống như một đứa trẻ, nó cũng sẽ cảm thấy không vui khi thấy anh ấy ôm những đứa trẻ khác, bởi vì nó sợ rằng em bé sẽ lấy hết sự yêu thương mà đáng lẽ ra anh trai dành cho nó. Này này, tôi cũng từng là trẻ con đấy. Và khi anh trai mang một chú chó bông về nhà, Anna đứng bên cạnh quan sát với ánh mắt ngơ ngác. Sao, nhà đã có tôi rồi, vậy mà anh lại đem thêm một đứa về nữa sao? Hành động này của anh trai khiến Anna cảm thấy có chút buồn. Sau đó, nó dùng cả thân mình dựa vào chủ cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng cuối cùng nhận lại là sự thờ ơ của chủ nhân. Không chịu từ bỏ, Anna tiếp tục ngồi xuống gãi gãi vào tay chủ nhân. Với đôi mắt đang trực chờ muốn khóc, nó không ngừng gãi tay anh ấy như đang muốn nói rằng nó mới là bé cưng của anh ấy. Anna nhìn chàng trai với ánh mắt như thể sắp khóc, như thể muốn nói với anh ấy, sao anh có thể làm như vậy với tôi? Sự thờ ơ của chàng trai đã khiến Anna rất buồn, nó chỉ có thể ngồi một mình khóc thút thít ở ban công. Nhưng đột nhiên nó nghe thấy tiếng chủ nhân gọi nó. Anna rất nhanh quay đầu nhìn lại, cuối cùng thì anh ấy cũng chịu dỗ nó rồi. Anna liếc nhìn anh ấy, cố giả vờ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì nó cũng không thể nhịn được, mà chạy nhanh về phía anh ấy để được anh ấy ôm vào lòng. Nếu như anh ấy về nhà muộn, Anna như bạn gái, ngửi xem có mùi rượu không, sau đó đứng dậy ra hiệu cho anh ấy rằng nó muốn được ôm. Dù giờ đây Anna đã nặng gần 100 kg, nhưng anh chủ vẫn không ngần ngại mà bế nó lên ôm lấy nó. Thật là một cô bé khó chiều mà, nhưng chủ cũng rất chiều Anna. Về đầu tiên mà anh ấy làm sau khi trở về nhà là phải ôm hôn nó. Chứng kiến khoảnh khắc khi chủ nhân và chó cưng thân thiết với nhau, thực sự đã khiến những người xem ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Sau trận tuyết lớn, chú chó Samoy đã có được cho mình một ngôi nhà mới. Sau khi chủ nhân dọn dẹp trông thật ấm cúng, chó không muốn ra nữa rồi. Sáng sớm chủ mở cửa ra thì phát hiện tuyết đã đóng dày thành khối cao 1 mét rồi. Lúc này anh ấy nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh ấy bắt đầu đào tuyết. Hành động lạ của chủ nhân cũng khiến cho chú chó Bubu cảm thấy khó hiểu. Chủ nhân thậm chí còn lấy ra một cái chảo, dùng nó làm dụng cụ để đào tuyết và để lại một hố lớn ở trên tuyết. Sau đó anh ấy thậm chí còn kêu chú chó con tên Becky thử vào trải nghiệm. Thấy ánh mắt ngơ ngác của Becky, vì vậy anh đã bế nó đặt vào chiếc hố vừa tạo. Hành động này đã khiến cho nó rất bối rối, nhưng với cái hố vừa tạo thì chỉ đủ để chứa một chó nhỏ. Vì vậy anh chủ lại tiếp tục đào hố. Lúc này thì Bubu cũng bắt đầu có chút nóng lòng rồi. Và chỉ vài phút sau, lối vào hang rõ ràng đã được mở rộng hơn nhiều rồi. Bubu rất nhanh chạy vào hang, sau đó xoay vài vòng với vẻ mặt thích thú. Đây chính là cái hang mà nó hằng mong ước. Bubu cứ ngồi lì ở trong đó và chẳng muốn ra ngoài nữa. Và hành động của Bubu khiến Becky có chút tò mò. Và rồi sau đó nó cũng chui vào cái hang cùng Bubu. Dù sao thì Bubu vẫn là chó kéo xe tuyết, và đây mới là hương vị quê hương của nó mà. Bubu cứ như vậy nằm im lặng trong hang, nhìn nét mặt thì có thể thấy có vẻ như nó rất hài lòng với nơi trú ẩn này. Thậm chí có khi còn nghe thấy nó hát nữa. Nếu khát nước thì Bubu sẽ ăn vài miếng tuyết và rồi phải thốt lên: "Ây da, tuyết ngon thật đấy." Sống trong hang, không khí không chỉ mát mẻ thoải mái, mà còn được thoải mái ăn kem tuyết mỗi ngày. Một cuộc sống chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao?
thấy Bubu rất thích thú chỗ này, chủ còn chu đáo. Khi đã chuẩn bị những chiếc đèn nhỏ để trang trí bên trong hang, tạo ra bầu không khí ấm cúng, lãng mạn. Dù chỉ là một chú chó, nhưng Bubu cũng không tránh khỏi bị cuốn hút bởi bầu không khí thần tiên này. Thật không ngờ cuộc sống chó cũng đầy thú vị và lãng mạn đến thế. Thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Bên ngoài hang thì vẫn là cảnh tuyết trắng muốt, trong khi đó ở bên trong hang được bao phủ bởi không khí ấm áp dễ chịu. Kể từ đó, hang tuyết này đã trở thành nơi yêu thích của Bubu, một nơi trú ẩn lý tưởng như vậy. Giờ chỉ thiếu một người bạn tâm giao nữa thôi. Bubu lúc này lại bắt đầu mơ mộng về cô hàng xóm xinh đẹp Thu Hoa. Còn anh chủ của nó thì đặc biệt chu đáo. Khi thấy Bubu rất thích chỗ này, anh ấy còn đặc biệt mang thêm đồ ăn và thức uống cho Bubu, để nó có thể yên tâm nghỉ ngơi ở trong hang. Bubu vừa gặm đồ ăn, vừa suy nghĩ về cô gái trong mộng. Cậu chủ nhỏ thấy Bubu ở đó thì cũng không kìm được mà chui vào hang. Bên trong hang, không khí không chỉ rất ấm áp mà còn có cả Bubu nữa. Quả thật đây là nơi vui chơi lý tưởng cho trẻ em. Đối với những chú chó Husky sống ở miền Nam, chưa chắc đã có cơ hội được trải nghiệm cảm giác tuyết rơi trắng xóa như thế này. Sau cơn tuyết lớn, khi chủ mở cửa ra, Bubu và chủ nhỏ đều rất háo hức, ngay lập tức chạy ra ngoài vui đùa, nhưng lại bị lớp tuyết cao ngăn lại. Lúc này tuyết bên ngoài đã rất dày rồi, khiến cả Bubu và Becky đều không khỏi bất ngờ. Becky trước giờ vốn chân ngắn nên rất khó để nó có thể di chuyển trên tuyết, còn Bubu thì rất phấn khích, nó không ngừng chạy nhảy như một chú thỏ, nhanh nhẹn lướt trên tuyết. Bởi vì đối với Bubu, lớp tuyết dày như vậy chính là thiên đường vui chơi không thể tuyệt vời hơn. Người phụ nữ này mặc dù đã kết hôn được hơn 4 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa sinh em bé. Vì vậy cô quyết định nhận nuôi hai chú Husky và xem chúng như con của mình. Với cân nặng lên tới 60kg, hai chú Husky này không ngờ đã được nữ chủ nhân xem như là dụng cụ tập thể dục. Hành động của cô gái khiến cho hai chú chó cũng một mặt ngơ ngác. Không chỉ vậy, cô gái còn xem những chú chó như những chiếc túi sưởi cỡ lớn có thể giúp cô ấy làm ấm tay mỗi khi trời trở lạnh. Con màu xám tên Pip, còn con màu đen tên là Nick. Thường ngày cô chủ thường hài hước mà gọi chúng là những cậu bé mập. Mỗi sáng sau khi cô chủ thức dậy thì chú chó Nick sẽ vào vai chồng của cô ấy. Cả hai chú chó đều ăn được rất nhiều, và mỗi khi được nhìn thấy thịt là đôi mắt của chúng ngay lập tức sáng rực lên. Và mỗi khi nhìn thấy ông bà của cô chủ đến thăm nhà, hai chú bé đều tỏ ra rất vui mừng. Nhưng trước đây không phải mỗi lần tới ông bà đều đem thức ăn đến sao? Sao bây giờ lại không có gì vậy? Ban đầu hai con chó cứ liên tục thay nhau nịnh ông bà, rồi đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ông bà lấy thịt khô ra. Hai cậu bé ngay lập tức thay đổi thái độ, chúng nhảy xuống giường rồi bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Hành động này của chúng khiến cho ông bà có chút ngượng ngùng. Thật là hai đứa trẻ tham ăn mà. Mỗi khi trời trở lạnh, lớp mỡ dày của chúng sẽ hoàn toàn được phát huy tác dụng để sưởi ấm giường, và giờ thì chúng đã trở thành những chuyên gia sưởi ấm rồi đấy. Nhưng một điều mà những người nuôi chó kéo tuyết lo lắng nhất đó chính là việc vệ sinh cho chúng. Vừa nghe tới chủ nói đi tắm, Pip đã chạy trốn vào góc tường như thể sắp bị thịt vậy. Bất kể cô chủ nói gì thì nó cũng không nghe. Và nếu như một con chó với khối lượng như vậy mà không hợp tác thì việc tắm cho nó có thể khiến chủ nhân gặp nguy hiểm. Sau đó cậu chủ nói với Pip nếu như không đi tới thì anh ấy sẽ mở vòi nước. Pip nghi ngờ quay lại, thấy Pip có vẻ xuôi xuôi, anh ấy chủ bắt đầu an ủi nó rằng nước không nóng và anh ấy chẳng định làm gì nó đâu. Sau đó anh ấy thậm chí còn để Pip tự kiểm tra nhiệt độ nước. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của cậu chủ, Pip cũng chịu để cho anh ấy tắm cho nó. Nhưng mà dù đã lớn đến thế này rồi nhưng Pip vẫn rất thích làm nũng chủ nhân của nó. Hành động của nó trông chẳng khác gì một đứa trẻ vậy. Không biết từ đâu cậu chủ mượn được hai bộ đồ hóa trang, định dùng chúng để dọa hai cậu bé ở nhà. Nhưng khi chúng trông thấy bộ đồ ấy, bởi vì bị ám ảnh với Husky nên rất nhanh đã đuổi theo anh ấy, không chạy kịp thì bị cắn rách quần áo. Ha ha. Sau đó cô chủ nhận được tin tốt là đã mang thai. Cô ấy cố gắng nói với hai chú bé rằng trong bụng cô ấy hiện giờ đang có em bé. Tin tốt này quả thực đã khiến cho hai chú chó thay đổi đi ít nhiều. Tính tình của chúng kể từ khi đó cũng trở nên tốt hơn. Mỗi ngày thì đều như những vệ sĩ luôn bên cạnh để bảo vệ cô chủ. Thậm chí ngay cả chồng cô ấy cũng khó có thể lại gần. Khi em bé chào đời, hai chú chó ngay lập tức trở thành những vú em, mỗi ngày đều chăm sóc cho em bé. Với sự dịu dàng và chu đáo, chúng không chỉ vừa có thể chơi đùa cùng em bé, mà thậm chí còn biết ru em ngủ nữa. Và chỉ cần em bé ở bên cạnh thì chúng sẽ tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thay vì chạy nhảy lung tung như trước kia, thì bây giờ hai cậu bé mập lại rất thích nằm sát bên bé để nũng nịu. Có vẻ như đang cố lấy lòng cậu chủ nhỏ rồi đấy. Có những chú chó cùng bầu bạn, chủ cảm thấy thoải mái. Và em bé cũng có cảm giác an toàn hơn. Sau 6 năm nuôi dưỡng, cuối cùng thì giờ đây chủ nhân cũng có được sự đền đáp từ hai chú. Vài ngày trước cô chủ bất ngờ mang về một chú Golden, khiến hai cậu bé có chút không vui. Nick nhìn Golden buồn bã, nghĩ bụng tại sao nhà đã có chó rồi mà cô chủ còn mang thêm về nữa. Không thể kìm chế cảm xúc, Nick tức giận quay mặt đi. Nhưng Golden rất thông minh, còn rất biết thể hiện tình cảm, và chính vì vậy nó cũng nhanh chóng chinh phục được cô chủ nhỏ. Không chỉ vậy, nó còn rất giỏi chơi với cậu chủ khiến cô bé rất vui vẻ. Chó Husky hoàn toàn bị Golden áp đảo về tình cảm. Ây da, lúc này thì bắt đầu đáng lo rồi đây.